chào tất cả mọi người. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại thôn Ngọc Liễn, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để thăm lại một công trình nhà 2 tầng mái Nhật rất là to đẹp mang phong cách tân cổ điển mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình bác Nguyễn Quang Tiến tại nơi đây. Một công trình rất là đẹp tại khu vực địa phương nơi bác đang sinh sống. Và ngồi bên cạnh mình đây chính là bác Tiến, chủ đầu tư công trình. Thì con xin phép được chào bác ạ. Cũng cảm ơn các cháu là nhân viên của công ty Kisato đã về thăm lại cái ngôi nhà của gia đình nhà bác. Xin cảm ơn. Dạ, thì hôm nay bọn con cũng rất là cảm ơn bác. Thì bác đã sắp xếp thời gian tạo điều kiện để anh em bọn con về. Thứ nhất là thăm lại gia đình, một vị khách hàng mà bên con đã tư vấn thiết kế. Thứ hai là cũng xem cái công trình mà bên con đã tư vấn thiết kế cho gia đình mình sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó như thế nào, rồi cái công trình sau khi đã đưa vào hoạt động thì nó có cái vấn đề gì không. Và cũng muốn lắng nghe cái cảm nhận, những cái chia sẻ của bác để mọi người xem những cái video mà con đăng tải lên có thể hiểu hơn về cái dịch vụ thiết kế của công ty, cũng như là hiểu hơn về cái công trình của gia đình mình. Thì đầu tiên thì bác có thể giới thiệu một chút bản thân mình để cho mọi người cùng biết được không ạ? Vâng. Thì riêng về cái ý kiến thì tôi cũng có ý kiến như này. Tôi là Nguyễn Quang Tiến. Năm nay là tôi đã 66 tuổi. Hiện là đã về hưu. Quê quán là tôi là ở thôn Ngọc Liễn, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cũng xuất phát từ những cái nguồn lực của gia đình, thế và cũng được sự đồng thuận của toàn thể gia đình trong năm 2022 thì gia đình chúng tôi đã tổ chức để đồng nhất trong việc mà tiếp xây dựng lại cái ngôi nhà. Thì trước đây là cái ngôi nhà cũ á, là cũng đầy đủ về tiện nghi, nhưng do về cái công năng sử dụng thì nó chật hẹp. Do vậy cho nên là gia đình chúng tôi cũng thống nhất là nhờ công ty Kisato để thiết kế bản vẽ cho một cái mẫu mã của một cái công trình nhà hiện nay chúng tôi đang được sử dụng. Thì qua cái quá trình mà của công ty Kisato thiết kế cho một cái bản vẽ, một cái mẫu nhà như vậy, chúng tôi thấy cũng rất là hài lòng và cũng rất cảm ơn là công ty đã thiết kế cho gia đình tôi một cái mẫu mã nhà như vậy. Thế thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức thi công từ tháng 2 năm 2022, thế mà đến hết tháng 10 của năm 2022 thì công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Thì trong quá trình gia đình tôi được sử dụng một cái công trình mà do công ty Kisato thiết kế và xây dựng dự toán là bản vẽ, thì chúng tôi thấy rằng là một là cái tâm tư tình cảm về gia đình chúng tôi thì rất là mỹ mãn, và cũng rất cảm ơn công ty đã thiết kế một cái ngôi nhà cho nó cũng phù hợp với lại tâm trạng của gia đình nhà chúng tôi. Dạ. Và cũng căn cứ vào cái nguồn lực kinh tế của gia đình. Dạ. Thì chúng tôi cũng đầu tư một cái công trình là hoàn thiện một ngôi nhà độc nhà không, chưa nói đến nội thất, là hết 2.3 tỷ là số tròn. Đó. Thì cũng bằng nguồn lực là nguồn vốn của gia đình tiết kiệm từ lâu năm nay. Đấy. Thì đến khi mà công trình hoàn thành xong thì cái việc đó, cái quỹ tài chính thì gia đình chúng tôi cũng đã khắc phục được cái nguồn lực này. Dạ. Thì đây là một trong những cái vấn đề là cái sự cố gắng của gia đình. Thế và cái việc làm thì gia đình chúng tôi cũng đã phấn đấu được như thế này. Đến xong khi công trình đưa vào sử dụng thì
toàn thể gia đình nhà tôi, các thành viên trong gia đình rất bằng lòng và đang được hưởng thụ và đang được sinh sống tại một cái căn nhà biệt thự như này là rất là rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, mát mẻ đó, và tiện nghi thì chung là cũng chúng tôi cũng đã đang là thỏa mãn trong cái tinh thần đó. Cảm ơn công ty, cảm ơn các cháu là nhân viên của công ty đã về tại gia đình để xin chân thành cảm ơn, và cũng có những cái lời chia sẻ trong tinh thần giữa gia đình với công ty. Và chúng tôi cũng xin là vận động tất cả các nhân dân từ xa gần, ai đó mà muốn xây dựng căn nhà để cho nó thỏa mãn được với cái tâm tư tình cảm của gia đình như mình thì hãy là tìm đến công ty Kisato để nhờ thiết kế và sẽ làm tính toán cái thiết kế bản vẽ cho gia đình nó rất là phù hợp. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ, chúng tôi rất cảm ơn công ty và cảm ơn tất cả mọi thành viên của công ty. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, con cảm ơn bác về những chia sẻ vừa rồi. Thì cũng về chia sẻ thêm với mọi người, công trình ngày xưa nhà bác ở thì vẫn còn rất là ok, mọi người sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng mà một phần như bác đã chia sẻ, và ngoài ra thì như lúc nãy con được nghe, đây cũng là một cái tâm nguyện của bác cũng từ rất lâu rồi. Rồi mình cũng có một cái thời gian tích lũy cũng đủ dài để mà mới có thể hoàn thành cái công trình này. Bây giờ cuộc sống của gia đình mình thì nó cũng đã khác rồi, bác có thể chia sẻ thêm một chút nữa về cái sự thay đổi của cuộc sống của gia đình mình từ sau khi mà đã sử dụng công trình mới, đúng không ạ? Vâng, thế thì sau khi mà công trình cái ngôi nhà của chúng tôi được khánh thành thì nói chung là gia đình mọi thành viên được sống trong một cái không gian của ngôi nhà ấy, là rất là sạch sẽ, khang trang, mát mẻ. Thế thì cũng là đáp ứng được với cái nguyện vọng, những cái sự khát vọng, mong muốn của mọi thành viên trong gia đình. Nói chung là rất là bằng lòng. Dạ vâng, bác Tiến có thể chia sẻ thêm cho con với như mọi người biết được là ngày xưa cái cơ duyên nào để bác biết đến đơn vị bọn con, biết đến Kisato, và một nữa là lại tin tưởng bọn con thiết kế công trình nhà mình. Vâng. Thế thì cái việc mà khách hàng tự tìm đến công ty thì cũng là do cái cơ duyên con trai tôi là Nguyễn Quang Dũng. Anh Dũng là đã tìm kiếm ở trên mạng vào tìm kiếm ở trong cái chương trình là thiết kế các mẫu nhà đẹp. Thì chúng tôi tìm đến công ty Kisato là được cơ duyên được gặp công ty là ở trên mạng. Thế từ đó chúng tôi xin số điện thoại và chúng tôi gọi điện đến công ty, được công ty về khảo sát và khảo sát cái địa hình mặt bằng, sau đó là công ty nhận lời thiết kế cho chúng tôi một cái bản vẽ. Thì đấy là cái cơ duyên mà chúng tôi, gia đình tôi được gặp công ty Kisato là nó là nguyên cơ là như vậy. Vâng, cũng chia sẻ mọi người vừa rồi cũng có nói chuyện với bác Tiến vì sao như thế, thì bác có chia sẻ thêm là thật đấy là công ty là cũng có nhiều mẫu mã nhà. Đúng rồi. Cũng tham khảo rất là nhiều mẫu. Vâng. Thế là cũng chọn, tại vì con biết là ngay ở Thái Bình mình đây cũng rất là nhiều người có thể thiết kế được. Vâng. Ở trên Hà Nội cũng rất nhiều đơn vị. Vì là nhiều mẫu nhà mà gia đình rất ưng ý những cái mẫu nhà, thế nên là, vâng, là quyết định là đặt niềm tin vào Kisato. Vâng. Thế còn là thực ra thì trong cơ chế thị trường bây giờ thì là nói chung là các công ty và các nhà tư vấn, thế rồi là cái việc mà thiết kế bản vẽ thì rất nhiều, nhưng mà tôi thấy rằng là một cái việc làm cái thiết kế bản vẽ về mẫu khuôn mẫu của nhà đẹp thì tôi thấy rằng là công ty Kisato là thiết kế rất phù hợp, mà mọi các cái công năng sử dụng là cũng rất là
thân thiện và chính xác. Vâng, thì như bác cũng có chia sẻ thì công trình của nhà mình cũng được gánh thành vào khoảng tháng 10 năm trước. Đến bây giờ thì nó cũng khoảng hơn một năm một chút rồi. Đúng rồi. Thì cái hôm gánh thành thì anh em bạn bè mọi người có đánh giá sao về cái mẫu nhà của bác? Vâng. Thế thì cái hôm mà tổ chức làm lễ khánh thành cái công trình nhà của tôi thì cũng mời tất cả là bạn bè đến để chung vui, chia sẻ thì được mọi người nói chung là ca ngợi là cái hình mẫu nhà, khuôn mẫu nhà là một cái mẫu nhà đẹp. Hai nữa là tất cả mọi cái kiến trúc, cái thiết kế thì đều là ở một cái tính rất là hiện đại và chắc chắn. Đấy, thì ai cũng thích mẫu nhà này và nhiều người là cũng ca ngợi, động viên gia đình chúng tôi là nhìn chung là khu vực quanh quanh đây không có cái mẫu nhà nào như thế này. Chưa thiết kế được, chưa có ai làm được cái nhà như thế. Thì gia đình chúng tôi cũng rất thấy làm bằng lòng và cũng rất là phấn khởi. Dạ. Thì cũng chia sẻ mọi người công trình của nhà bác đây với cái diện tích ở dưới tầng 1 đây nó phải rơi vào khoảng hơn 160m đúng không bác? 163. Đấy, trên tầng 2 thì khoảng hơn 140m nữa. Vì thế nên là mẫu nhà rất là đẹp nhưng mà lại đòi hỏi là chúng ta phải có một cái khuôn đất nó đủ lớn, nó đầy đủ các khuôn viên, sân, vườn, cổng, hàng rào thì nó mới đáp ứng được cái công trình này để nó được đẹp nhất. Rồi thứ hai là về cái diện tích xây dựng nó cũng lớn nên là cái chi phí đòi hỏi là cũng phải tương đối thì mới có thể làm được. Thì mình cũng hy vọng đây là một mẫu nhà đẹp để mọi người có thêm cái sự tham khảo, có thể áp dụng được cái phần nào thì hoàn toàn có thể tham khảo học hỏi từ công trình của nhà bác Tiến. Thì cháu cũng rất là cảm ơn bác về những chia sẻ vừa rồi. Hôm nay về đây thì cũng được thăm lại gia đình, rồi mọi thứ con thấy rất tuyệt vời. Ngoài ra thì cũng có một cái phần một chút tự hào nhỏ đã tư vấn được cho bác một cái công trình mà nó rất là đẹp, ý nghĩa tại địa phương nơi đây, cũng là niềm tự hào của gia đình, niềm tự hào của công ty bọn con. Thì rất là cảm ơn bác. Thì qua đây thì cũng gửi lời chúc sức khỏe tới đại gia đình mình. Gai là cũng là gửi lời cảm ơn tới gia đình mình đã tin tưởng bọn con, đã kiến tạo cho gia đình mình một cái không gian sống phù hợp với lại gia đình. Thứ ba là con cũng chúc hai bác là thật nhiều sức khỏe, anh chị cũng thật nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi sau đây thì chắc là con xin phép được quay lại không gian nhà mình cũng như là chia sẻ giới thiệu mọi người có thể học tập. Thế thì thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn công ty, cảm ơn các cháu là thành viên của công ty đã về thăm lại cái ngôi nhà của nhà bác, thì rồi là quay lại các những cái hiện trạng thực tế ở khuôn viên trong gia đình nhà bác và cái bên ngoại thất và bên nội thất bên trong nhà. Thì bác nhất trí thôi. Cảm ơn. Dạ vâng, thế con xin phép bác nhá. Dạ. Cảm ơn nhiều. Và vừa rồi thì bạn cũng đang nghe những chia sẻ của bác Tiến để hiểu hơn về dịch vụ tư vấn thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng như là công trình của nhà bác, một công trình mà bác rất là tâm huyết xây dựng. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với mọi người thêm để mọi người có thể hiểu hơn về tổng quan khuôn viên cũng như là công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Công trình nhà 2 tầng mái Nhật rất là đẹp, bắt mắt, mang phong cách tân cổ điển, không khác gì một căn biệt thự thu nhỏ giữa cái vùng quê rất là yên bình đây đúng không ạ? Ok, thì gia đình có một cái khuôn đất khá là rộng rãi nha mọi người, kết hợp giữa công trình nhà chính của bác, một công trình nhà một anh con trai cũng như là một chú em của bác. Và vị trí công trình các bạn để thấy là được đặt, chúng ta đặt sát cái phần diện tích mặt đường đây đúng không ạ? Để lại khuôn viên xung quanh giữa vị trí sảnh chính và sảnh phụ. Công trình này thì được tư vấn thiết kế, thứ nhất là về quy mô thì các bạn để thấy là hai tầng rất là rộng và cái diện tích sàn của tầng 1 rơi vào khoảng hơn 160m, tầng 2 thì khoảng hơn 140m mọi người, thì cũng tương đối rộng rãi đúng không ạ? Sử dụng hệ bậc ngũ cấp, các bạn thấy là bọn mình tư vấn thiết kế là mở rộng ra hai bên mọi người. Nhìn cái khu vực sảnh của gia đình bác rất là bề thế đúng không ạ? Chúng ta cũng phải có khuôn đất thì chúng ta mới có thể làm được như thế này nhá. Khu vực sảnh phụ cũng thế, công trình sẽ có hai vị trí sảnh để thứ nhất là cái lối giao thông chúng ta di chuyển thuận lợi vào trong công trình. Một khu vực sảnh chính chúng ta di chuyển trực tiếp vào khu vực phòng khách. Khu vực sảnh phụ chúng ta sẽ di chuyển trực tiếp vào khu vực bếp cổng an, cũng như là sau này sẽ được liên thông hết giữa khu vực ở bên trong nhà, vừa là
cái công năng đi lại, vừa tạo hình khối được đẹp mắt. Thì các bạn có thể thấy là một công trình hình khối rất là đẹp đúng không ạ? Và công trình này thì cũng có rất là nhiều những cái điểm nhấn, một công trình hiện đại nhưng mà có những cái nét tân cổ cũng rất là nổi bật. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người khu vực sảnh chính đây, các bạn có thể thấy là cái hệ cột được đắp rất là lớn đúng không ạ? Đây, phần đấu trên, đấu dưới và có thêm những cái phù điêu hoa văn. Và toàn bộ cột tầng 1 đây được sơn giả đá hết, khu vực sảnh chính và khu vực sảnh phụ đồng bộ như thế. Ở trên tầng 2 các bạn thấy cũng đã có những cái phần xử lý, chúng ta thay bởi là đôi cột tròn đúng không ạ? Cũng sơn giả đá kết hợp chỉ âm, cũng là đấu trên, đấu dưới rất là to đúng không ạ? Lan can của công trình này sử dụng lan can nhôm đúc nha mọi người, cũng rất là đẹp. Cái rìa mái Nhật đua ra xung quanh và sẽ có những cái đèn downlight chạy xung quanh công trình. Ở phần tường thì cũng có một số vị trí là sẽ có những cái đèn hát. Thì công trình của chúng ta sẽ đẹp về phần ban đêm rất là nhiều nha mọi người. Công trình được sử dụng là cửa chính ở đây sử dụng là cửa gỗ nha mọi người. Bác thích là cái phong cách là cửa hai cánh thôi. Với cái công trình này thường thì mọi người sẽ làm cửa bốn cánh, thì gia đình bác là làm cửa hai cánh thì cũng rất là hoành tráng luôn ạ. Để nhìn nó cũng rất là đồ sộ. Và các hạng mục cửa còn lại thì bác dùng nhôm hệ hết cho mọi người. Khu vực ban công trổ ra hình cong đây thì cũng rất là đẹp đúng không ạ? Kết hợp với nhôm đúc thêm những cái đường cong mềm mại cho công trình, những cái vị trí cửa sổ. Về cái phần phào của công trình này thì bạn thấy cũng tương đối là nhiều đúng không ạ? Những cái vị trí gờ phân tầng công trình đây rất là nhiều phào, phào cong rồi phào thẳng đúng không ạ? Và công trình này cái phần tường thì có thêm những cái chỉ âm. Màu sắc tổng thể công trình này đó là màu sơn trắng sứ, mái ngói xanh ghi, trẻ trung đúng không ạ? Và có những cái hơi hướng hiện đại, kết hợp với đó là những cái phần phù điêu, những cái hạng mục cột được sơn giả đá với cái màu sắc khác đi, cái phần nhôm đúc và hình khối của ngôi nhà thì cũng rất là tuyệt vời. Thì xin mời mọi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua những cái thước phim của mình bay flycam để có thể hiểu hơn về tổng thể khuôn viên cũng như là công trình của gia đình bác Tiến nhá. Và tiếp theo đây thì sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong đây để khám phá công năng. Và hiện tại mình đang đứng ở bên trong phòng khách của công trình này. Thì trước khi mà mình giới thiệu với mọi người về cái công năng bên trong, mình sẽ giới thiệu lại sơ bộ về kích thước của công trình, mọi người có thể tham khảo. Công trình này thì cũng tương đối là vuông nha mọi người. Với chiều rộng của công trình sẽ rơi vào khoảng 10m04 và chiều sâu của công trình sẽ rơi vào 10m08. Chúng ta chưa tính ra những cái vị trí đua ra của khu vực sảnh chính nha mọi người. Đấy thì cũng tương đối là vuông vắn và hình khối thì cũng đã được làm rất là đẹp đúng không ạ? Thì tiếp theo là phòng khách. Ở đây là mình sẽ giới thiệu mọi người về diện tích được tư vấn thiết kế. Ở đây là phòng khách kết hợp phòng thờ này, diện tích khoảng 47m², rất là rộng rãi đúng không ạ? Vị trí mình đang đứng đây là kê một bộ bàn ghế rất là lớn đúng không ạ? Đây là gỗ hương mà bác cũng đã sưu tầm được cho mọi người, cũng được chạm khắc rất là tinh xảo. Và phía bên trong đây làm thành một cái gian phòng thờ cũng rất là đẹp, đầy đủ đồ nội thất đúng không ạ? Một cái vị trí ban thờ rất là lớn, đồ nội thất thờ thì cũng rất là đầy đủ đúng không ạ? Có hoành phi, câu đối rồi cửa võng đây theo cái phong cách sơn son thiếp vàng như mọi người, rất là đẹp đúng không ạ? Và khu vực phòng khách của gia đình thì cũng có những cái điểm rất là nổi bật. Thứ nhất là có những sử dụng những loại gạch khổ lớn với cái tông màu cũng rất là sạch sẽ và sang trọng đúng không ạ? Màu vàng vân đá, bên trên nó là cái hệ thống trần thạch cao giật cấp kết hợp đèn downlight. Ở trung tâm thì sẽ có những cái phần phù điêu nha mọi người, cũng rất là nhiều đúng không ạ? Cái phần tường đây thì cũng có rất là nhiều những cái phào chỉ để tạo ra những cái mảng miếng, những cái hình khối được đẹp đúng không ạ? Kết hợp với lại phù điêu. Nói chung là cái khu vực phòng khách đây bác cũng đầu tư rất là nhiều mọi người cho cái phần trần này. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và phía trong khu vực ở phía trong đây, đó là khu vực bếp cộng ăn. Đấy, như hiện tại thì hai bác đang ở với lại cháu nội sinh hoạt chính ở đây. Thì gần như là cũng chưa sử dụng nhiều nên gia đình đang sử dụng cái bếp phụ là chính và cũng đã đặt chờ tất cả các thiết bị rồi. Sau này anh Dũng con trai của bác về đây sinh sống thì anh sẽ làm thêm. Như các bạn có thể thấy đây là cái phần hệ lam này. Đấy, đã đặt chờ đây hệ lam để ngăn cách cái khu vực không gian phòng khách và khu vực bếp phía sau này. Đây khu vực bàn ăn, khu vực này sẽ là khu vực bàn ăn đúng không ạ? Quầy ba vị trí này. À, bên này sẽ là cái khu vực bàn bếp rất là thuận tiện kết nối với lại khu vực không gian sảnh phụ đúng không ạ? Và các bạn thì thấy là phòng khách hay khu vực bếp cộng ăn đây này thì cũng đã có rất nhiều vị trí cửa sổ rất là lớn đúng không ạ? Cái sở nhôm hệ và thêm ánh sáng cũng như là sự thông thoáng trong cái công năng sử dụng của công trình này rất là hợp lý đúng không ạ? Và phía sau sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh.
chung của tầng 1. Và tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người, ở dưới tầng 1 đây sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này là của bác Tiến nha mọi người. Cũng khá là rộng rãi đúng không ạ? Được bố trí phòng ngủ của hai bác, nhưng hiện tại là bác gái đang ở với cháu ở bên trên tầng. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người về diện tích được tư vấn thiết kế ở đây là 13,7m², bạn thấy rất là hợp lý đúng không ạ? Một vị trí giường đôi, một vị trí giường đơn này. Ví dụ sau này các cụ có già yếu thì đây, ví dụ con ở bên này, bố mẹ bên này, những cái đêm hôm trời mưa gió thì cũng rất là tiện đúng không ạ? Ở phía sau nhà thì sẽ có một cái hệ cửa 4 kính nhôm hệ rất là lớn. Hay giường, tủ ngoài ra thì cũng còn rất là rộng rãi, thoải mái chúng ta nghỉ ngơi, sinh hoạt trong phòng ngủ này đúng không ạ? Cửa thông phòng ở đây cũng là cửa gỗ lim rất là dày chắc chắn đúng không ạ? Khuôn học rất là đầy đủ. Và ngay khu vực cầu thang đây sẽ mở ra cái khu vực bếp phụ của nhà bác đây ngoài này, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa sử dụng bếp chính, là đây chính là khu vực bếp chính đây, có diện tích được tư vấn là khoảng 20m² ở ngoài đó, rất là gọn gàng đúng không ạ? Sau này khu vực bếp ngoài này chúng ta sẽ là cái bếp hiện đại, bếp điện rồi đầy đủ công năng ngoài này. Khu vực cầu thang được làm rất là đầy đủ đúng không ạ? Từ cái phần ốp lát cho cái phần mặt bậc cổ bậc này, rồi cái phần lan can cầu thang đây cũng làm bằng gỗ rồi còn xong, còn tiện đúng không ạ? Ok, xin mời mọi người chúng ta cùng lên trên tầng 2. Và tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người công năng ở bên trên tầng 2 của công trình này. Thì khi mình bước lên cầu thang thì sẽ bắt gặp một khu vực phòng sinh hoạt chung rất là rộng, với diện tích ở đây rơi vào khoảng hơn 30m² mọi người. Rất là rộng rãi đúng không ạ? Đây, thì sau này chúng ta sẽ bố trí thêm vị trí bàn ghế ở đây, một phòng sinh hoạt chung rất là rộng rãi. Đó, thêm những vị trí cửa sổ đây, đối diện cái khu vực cầu thang này rất là sáng đúng không ạ? Các bạn thì thấy là khu vực ô cầu thang đây có một cái hệ vách kính nhá, kết hợp với lại cái cửa sổ rất là lớn đây đúng không ạ? Thì ban ngày gần như chúng ta di chuyển trong khu vực cầu thang này không cần phải bật điện nha mọi người. Và ngoài ra cái kiến trúc ở bên ngoài cũng rất là đẹp nhá, rất là hợp lý. Và khu vực phòng sinh hoạt chung này sẽ được lưu thông ra khu vực ban công của sảnh chính đây. À, các bạn thấy cũng rất là rộng rãi đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể kê thêm một cái bộ bàn ghế nhỏ ngoài này để có thể ngồi chơi ngắm khuôn viên xung quanh, cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ở trên tầng 2 này thì mình cũng đã thấy là những cái loại gạch kích thước khổ cũng đã nhỏ hơn nha mọi người. Trần thì được làm vuông vắn, chỉ có những cái phào chạy xung quanh thôi. Và tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người phòng ngủ đầu tiên. Thì phòng ngủ này có diện tích được tư vấn thiết kế là 12,5m² nha mọi người. Đấy, gần như cũng không cần phải bật điện đâu, cũng đã rất là sáng rồi. Vị trí giường tủ này, hiện tại là hai bà cháu đang ở trên này. Ở phòng này sẽ có cái phần điều hòa. Đó, cũng nào trời nóng thì sẽ sinh hoạt trên này. À, đây sẽ có một cái vị trí cửa sổ ở cái phần bên hông của công trình đây, rất là sáng thoáng ạ. Một cái vị trí cửa sổ phía trước nơi mà có ban công hình cong mọi người, nửa hình tròn đấy, được trổ ra thêm này. Đó, rất là rộng ạ, phần nền và phần trần thì được làm đồng bộ, cửa thông phòng như thế rất là đồng bộ nha mọi người. Ok, và tiếp theo là một phòng ở phía bên trái khu vực cầu thang. Thì phòng này thì cũng gần như là chưa sử dụng, gia đình đang làm một cái kho đấy, sau này anh chị về sử dụng thì ta chỉ kê giường tủ và sinh hoạt bình thường cho phòng ngủ này nha mọi người. Có diện tích được tư vấn thiết kế cũng đồng bộ với phòng bên dưới 13,7m², cửa sổ 4 cánh phía sau này, bên hông công trình này. Đó, cửa sổ là vừa công năng lấy ánh sáng, cái thứ hai nữa là nó là cái mặt kiến trúc ở bên ngoài, đối diện sẽ là một phòng ngủ khác, cửa chúng ta sẽ đi vào cái nối này. Phòng ngủ này thì có diện tích được tư vấn thiết kế là gần 15m² mọi người, 14,9m². Đây, cũng gần như là chưa có người sử dụng, may ra có dịp mà gia đình có cái công việc lớn hay là dịp lễ Tết thì mọi người mới có thời gian để về thôi và sẽ sinh hoạt. Thì đây là vị trí cửa sổ này, bên hông công trình này, thêm một cái phần cửa nữa để chúng ta đi ra cái khu vực ban công của khu vực sảnh phụ nha mọi người, rất là đầy đủ đúng không ạ? Còn lại thì cũng được làm đồng bộ. Và cuối cùng đó là cái không gian khu vực nhà vệ sinh chung của công trình này thì đã được tách riêng công năng nha mọi người. Đấy, đầu tiên nó là cái khu vực cuối của cái phần này, một cái vị trí ô thoáng này. Đây các bạn thì thấy là đã được chờ sẵn rồi, đường cấp thoát nước của cái phần máy giặt ở ngoài này. Sau này phơi phóng ra hoàn toàn để phơi phóng vào khu vực ban công sảnh phụ đúng không ạ? Đó, thì đã được tách riêng công năng cho khu vực nhà vệ sinh với tổng diện tích được tư vấn ở đây rơi vào khoảng 6m², khoảng 5m² hơn một chút. Đó, thì bên này sẽ là công năng là lavabo với lại tắm đứng, và bên này sẽ là khu vực bệ xí, rất là hợp lý đúng không ạ?
Và mình hy vọng đây là một mẫu nhà đẹp về kiến trúc bên ngoài cũng như là công năng bên trong rất là hợp lý để mọi người có thể tham khảo, có thêm những ý tưởng cho công trình tương lai của nhà mình. Hoặc các bạn cũng đang cần đơn vị tư vấn thiết kế những mẫu nhà đẹp như nhà bác Tiến tại nơi đây thì có thể liên hệ với mình theo số hotline bên dưới để công ty cổ phần kiến trúc Kisato có thể kiến tạo cho mọi người những không gian sống đẳng cấp nhất, phù hợp với từng gia đình, thể hiện phong cách tính cách của từng gia chủ. Sự khác biệt của Kisato so với những đơn vị khác là bọn mình có rất nhiều trụ sở và chi nhánh ở trên toàn quốc để có thể phục vụ quý khách hàng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.